Hồi 22 Chàng trai lên phòng thu vén tất cả những gì mình có Được đầy ba túi Vừa dậm đi Cậu vừa chợt thấy ở trong góc phòng có một chiếc bị đeo vai cũ thời chân cũ của mình Nó sờn đến nỗi cậu không nhận ra Trong bị còn quyển sách giày và chiếc áo khoác cũ Cậu lấy áo ra định đem cho một đứa trẻ sống lang thang nào đó Thì hai viên đá Urim và Thâm Mim rơi xuống lúc ấy cậu mới sực nhớ đến việc vô già và sửng sốt vì không ngờ bấy lâu nay mình không hề nghĩ đến ông suốt một năm qua cậu chỉ bận lo kiếm tiền để khi trở về tây ban nha khỏi mang tiếng là một kẻ chẳng làm nên trò trống gì đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình ông vua già đã bảo cậu thế và hãy lần theo dấu hiệu cậu nhặt hai viên đá lên và lại có cảm giác lạ lùng rằng ông vẫn ở gần đây gần bên mình một năm dài cậu đã làm việc cật lực và giờ đây dấu hiệu chỉ ra rằng đã đến giờ cậu lên đường bây giờ mình sẽ lại sống hệt như xưa cậu nghĩ thầm dù lũ cù không dạy cho mình được tiếng ả rập tuy nhiên lũ cù đã dạy cậu biết một điều quan trọng hơn nữa rằng trên thế giới này có một ngôn ngữ ai cũng hiểu và cả chính cậu cũng đã từng suốt dùng suốt bấy lâu nay để làm cho cửa hàng phát đạt đó là ngôn ngữ của sự phấn khởi, của nỗ lực, hăng say và dốc sức thực hiện đều mình vững tin và mong mỏi đạt được. Tanger không còn là một thành phố xa lạ đối với cậu nữa và cậu cảm thấy có thể chinh phục được cả thế giới này bằng phương cách mà cậu đã chinh phục thành phố này. Vì cậu quyết tâm muốn điều gì thì cả vũ trụ sẽ tác động giúp cậu đạt được mục đích. Ông già đã nói thế nhưng nhà vua đã không đề cập đến bọn cướp đường đến sa mạc mênh mông vô tận đến những kẻ biết mình có ước mơ và mà không muốn thực hiện nó nhà vua cũng không hề, hề bảo rằng kim tự tháp chỉ là những đống gạch cũ mà ai cũng có thể tự dựng được trong vườn nhà mình và ông cũng quên luôn nói cậu rằng khi người ta có đủ tiền để mua đàn cù lớn hơn thì cứ nên mua Cầu sách bị cùng những túi kia xuống cầu thang. Ông chủ tiệm đang tiếp một cặp khách ngoại quốc, trong khi hai khách hàng khác tha thẩn trong cửa hàng và uống trà trong ly pha lê. Vào cái giờ sớm này thì nhiều việc lắm ấy. Từ chỗ đang đứng lần đầu tiên. Cậu để ý thấy rằng mái tóc của chủ tiệm đã gợi nhớ đến gợi cậu nhớ đến mái tóc của vị vua già. Rồi cậu lại nhớ nụ cười của người bán bánh kẹo vào cái ngày đầu tiên cậu không biết đi đâu và về đâu. Không biết lấy gì ăn. Nụ cười ấy cũng giống như nụ cười của nhà vua nữa. Khác nào ông đã đến đây và để lại tung tích như vậy, cậu thầm nghĩ. Nhưng như thế, ai một lần trong đời cũng có dịp gặp gỡ được nhà vua. Ông đã từng nói rằng sẽ luôn xuất hiện với kẻ nào quyết chí theo con đường mình tự chọn mà. Cậu đi. Không từ giả chủ tiệm. Vì cậu không muốn khóc. Không muốn ai nhìn thấy nỗi đau đớn của cậu. Nhưng chắc chắn cậu sẽ không nhớ mãi. Cậu sẽ nhớ mãi thời gian ở đây. Và những gì đã học được. Giờ đây cậu thêm tự tin và cảm thấy nếu mình... Nếu cần mình có thể chinh phục cả thế giới. Tuy nhiên, vẫn trở về chúng cũ thân quen và sẽ lại chân cụ. Bỗng dưng cậu chợt thấy không thích như thế nữa. Cậu đã làm việc suốt một năm ròng để thực hiện những giấc mơ này. Thế mà bây giờ ước mơ ấy cứ mỗi lúc một mờ nhạt dần. Có thể đó không còn là sự ước mơ của cậu. Biết đâu như ông chủ tiệm pha lê mà lại hóa hay. Sẽ không bao giờ đi Mecca nhưng cả đời lại mơ đến nó. Cậu băng khoăn cầm hai viên Urim và Thummim trong tay. Chúng truyền cho cậu sức mạnh ý chí từ vị vua già, tinh cờ hoặc cũng có thể là dấu hiệu. Cậu vào đúng cái quán nước ngày xưa, không thấy gã đã bịp cậu đâu. Chủ quán bưng nước đến cho cậu một tách trà, bất ngờ lúc nào mình cũng có thể trở lại chân cù được cậu ngẫm nghĩ. Mình đã biết cách chăn cù rồi thì không thế nào quên được còn đi đến kim tự tháp ai cập thì biết đâu mình sẽ có dịp nào khác nữa ông già có áo giáp bằng vàng rồng và viết chuyện đời mình nhất định phải là vua một minh quân thật sự chỉ có hai giờ tàu thủy ngăn cách cậu với dòng, với vùng đồng cỏ vùng andalusia còn giữa cậu và kim tự tháp là sa mạc mênh mông. Cậu thấy nghĩ ngược lại thế này. Cũng được chứ. Tính ra thì hiện cậu gần kho tàng hơn 2 tiếng. Chúng cho dù đã phải mất gần một năm để vượt quãng đường này. Thật ra dễ hiểu vì sao mình cứ thiên về lũ cụ của mình. Vì mình biết rõ chúng rồi. Chăng chúng cũng chẳng cực nhọc gì. Và chúng dễ thương. Còn mình có ưa được sao mạc không thì chưa biết. Nhưng mà kho tàng của mình chôn ở đó. Nếu không tìm thấy kho tàng thì mình vẫn trở về nước được mà. Vì hiện mình đủ tiền và thừa thì giờ. Thì sao không thử nhỉ? Một nỗi vui ập đến tràn ngập trong lòng cậu. Lúc nào cậu cũng muốn làm kẻ chân cù hay thành người bán hàng pha lê cũng được còn có thể trên thế giới còn nhiều kho tàng bí mật khác nữa nhưng cậu đã nằm mộng hai lần và một nhà vua đã xuất hiện với cậu đâu phải ai cũng được thế cậu hân hoan rời khỏi quán nước vì chợt nhớ ra rằng một trong những người cung cấp hàng cho chủ tiệm pha lê đã chờ hẹn vượt sa mạc cùng với một đoàn lữ hành cậu nắm chặt hai viên Udrim và thơm nhờ chúng mà cậu đã trở lại con đường dẫn đến kho tàng ta luôn ở cạnh những kẻ đi theo con đường mình chọn ông vua già đã nói thế vì vậy thì mất gì mà không hỏi thử ở nhà kho xem kim tự tháp có xa thật thế không